Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một buổi sáng tốt lành. Sau đây là những thông tin thời tiết chúng tôi vừa mới cập nhật đầu giờ sáng nay. Trong đêm qua, khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam nhưng hầu như ít làm biến đổi thời tiết tại các khu vực. Riêng các tỉnh Bắc Bộ do nằm sâu trong khối không khí lục địa có bản chất khô và lạnh nên mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi Nền nhiệt ban đêm ở các khu vực tiếp tục giảm nhẹ khoảng 1 đến 2 độ. Ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ phổ biến trong khoảng 10 cho đến 12 độ, một số nơi ở núi cao nhiệt độ xuống dưới 10 độ, còn ở khu vực đồng bằng nhiệt độ phổ biến trong khoảng 13 cho đến 14 độ. Trong khi đó, tại các tỉnh thành ven biển của miền Trung, trời còn nhiều mây và có mưa nhỏ suốt dọc các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ vào đêm và sáng, đồng thời rét vẫn còn duy trì ở phần phía Bắc. Còn các khu vực khác ban ngày trời cũng có nắng nên tiết trời cũng ấm dần, đặc biệt tại Nam Trung Bộ vẫn là khu vực có nền nhiệt cao nhất trên toàn khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết hầu như không có mưa và nắng kéo dài suốt cả ngày nên nền nhiệt luôn duy trì ở mức cao tuy nhiên về đêm cho đến sáng sớm thì một vài nơi đã xuất hiện sương mù nhẹ trời khá rét ở một vài khu vực thuộc tây nguyên và xe lạnh ở nam bộ Dự báo trong ngày hôm nay khối không khí lạnh sẽ có cường độ suy yếu dần, do vậy thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ có xu hướng tốt dần lên. Vào buổi sáng nhiệt độ còn duy trì ở ngưỡng thấp khoảng từ 15 đến 17 độ, nhưng đến khoảng gần trưa thì nhiệt độ sẽ tăng lên và đạt mức cao nhất khoảng 18 đến 20 độ. Sau đó đến chiều tối và đêm quá trình giảm nhiệt lại tiếp tục quay trở lại, tuy nhiên nhiệt độ sẽ nhích lên so với đêm qua, nhưng tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ thì độ ẩm lại có xu hướng tăng lên, vì vậy mà hiện tượng sương mù và mưa nhỏ xuất hiện nhiều hơn vào khoảng nửa đêm về sáng. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng nhẹ, trời ấm lên và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 16 đến 21 độ. Nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần dọc theo các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế, nên khu vực này chỉ rét nhẹ vào sáng sớm. Ban ngày trời hứng nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng trong từ 22 cho đến 24 độ. Nơi có thời tiết ổn định nhất vẫn là các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Nền nhiệt hầu như ít biến đổi với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên và các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ là từ 27 cho đến 30 độ. Riêng khu vực Nam Bộ thì có nền nhiệt cao hơn khoảng từ 2 đến 3 độ, phổ biến đều trên 30 độ, thậm chí có nơi lên tới 33 đến 34 độ. Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn thì trong khoảng 2 đến 3 ngày tới tại các tỉnh miền Bắc nền nhiệt tăng chậm, trời ấm dần. Tuy nhiên vào đêm và sáng độ ẩm không khí tăng lên, mưa nhỏ và sương mù xuất hiện nhiều hơn ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ban ngày trời nắng. Tiếp theo là phần dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa ở vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét với nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, khu Tây Bắc là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 15 cho đến 17 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 trời rét, vùng núi có nơi rất đậm với nhiệt độ cao nhất từ 17 cho đến 20 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 15 đến 17 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió nhẹ trời rét, với nhiệt độ cao nhất từ 18 cho đến 20 độ và thấp nhất là 15 đến 17 độ. Xuân xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây trời nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió nhẹ trời rét, với nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 16 cho đến 18 độ. Khu vực Trung Trung Bộ mây thay đổi, có mưa ở vài nơi, ban ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 cho đến 25 độ, phía Nam là từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất là khoảng 19 cho đến 21 độ, phía Nam từ 22 đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 27 cho đến 30 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Vùng Cao Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ và thấp nhất là khoảng 16 đến 19 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 21 đến 24 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ và thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Chuyển sang khu vực Biển Đông, thời tiết biển có sự chuyển biến đôi chút, sóng gió cũng đã giảm dần cường độ nhưng vẫn chưa mấy thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền, đặc biệt là tàu thuyền nhỏ. Cụ thể, tại quần đảo Hoàng Sa có mưa ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 6, biển động mạnh, nhiệt độ giao động từ 24 đến 28 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, nhiệt độ phổ biến quanh mức 25 đến 30 độ thưa quý vị như vậy trong đêm nay và ngày mai thời tiết tại các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ tăng chậm trời còn rét khu vực trung nam trung bộ tây nguyên và nam bộ thời tiết vẫn phổ biến ít mưa ban ngày trời nắng bản tin thời tiết sáng nay đến đây là kết thúc chúc quý vị có một tuần làm việc mới thật hiệu quả còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại